Vâng, Vios lồi đồng cối đá các bác ạ. Vios lồi đồng cối đá. Một chiếc xe được mệnh danh là quốc dân. Một chiếc xe thì mua về chạy dịch vụ gia đình thì khá là ok. Một chiếc xe quá bền, quá lành và quá tiết kiệm. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản. Một chiếc xe quá là chất lượng như thế này, với giá tiền hơn 100 triệu. Vâng, xin kính chào toàn thể mọi người. Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ lên sóng cho anh em về một chiếc xe mới cập bến cửa hàng bên em. Một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2009, số sàn động cơ 1.5, biển Hà Nội 30A28390, sơn xi màu đen. Một chiếc xe Vios Nimo 1.5. Một chiếc xe bản Nimo, tức là bản thiếu, được trang bị khối động cơ 1.5 khá lành, khá tiết kiệm và khá là chất lượng cho mọi người. Vâng, đã có lúc gọi là mệnh danh là lồi đồng cối đá và đến bây giờ thì vẫn thế. Vios luôn luôn mang lại cho chúng ta sự yên tâm nhất, thoải mái nhất để chúng ta chạy với cái tầm tiền hợp lý nhất có thể. Vâng, và một chiếc xe mà đã qua dịch vụ như thế này, một chiếc xe đã qua dịch vụ như này, có nhiều bác hỏi là con này đã qua dịch vụ chưa, và xin kính thưa với các bạn là chiếc xe này đã qua dịch vụ. Đó, và có bác hỏi là bản Nimo này có đổi màu hay là nguyên bản, và xin kính thưa quý vị, nếu như màu đen thì hầu như Tuấn Anh nói hầu như nhé, chứ không phải là 100%, mà là hầu như một là chuyển từ màu xanh sang màu đen, hai là chuyển từ màu trắng sang màu đen đó. Và đâu nếu mà bản Nimo taxi ra như thế này thì không có màu đen nguyên bản đâu các bạn, yếm lắm. Vâng, chiếc xe này thì là đã ra tên tư nhân biển Hà Nội rồi. Đó, taxi thì taxi rồi, nhưng mà đã ra tên tư nhân biển Hà Nội rồi. Nói chung là cái tầm tiền hơn 100 triệu thì các bác biết rồi đấy ạ. Vâng, nó được như thế này là quá ok rồi. Đó, có nhiều bác thì bảo con này chỉ 120 thôi. Còn nói thật là các bạn là có 120 của em mua ngay. Có 130, mua 140, mua 150 cũng mua và 160 cũng mua. Quan trọng là xe như thế nào. 120 là một cái chiếc xe, hay là 120 nếu mà để nói chắc xe mà còn nguyên bản màu trắng màu taxi thì em nghĩ là nếu mà không lỗi thì chắc chắn là cũng không có. Nó phải rơi vào tầm khoảng 140 đến 150. Đó, ví dụ như các bác về các bác dọn thì nếu mà để dọn 10 triệu thì để một chiếc xe hoàn hảo như thế này thì không có được. Đó, không phải là dọn một lúc được ngay. Ví dụ như chiếc xe này, bác chủ xe này bác ấy đã mua về dọn, hay là người ta dọn sẵn rồi về đi rồi. Nhưng trong thời gian đi đó thì bác cũng phải là chỉnh sửa làm sao cho nó để phù hợp để cho bác đi. Vì thế nên là những người mua sau thì càng được lợi ở cái chỗ là người đi trước cũng đã chỉnh sửa để đi một cách yên tâm nhất rồi. Đó, nên các bác yên tâm mua chiếc xe này. Con này thì em bán là 179 triệu, bên em bao hồ sơ cũng như là hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các khách hàng. Và biển Hà Nội này thì đi đâu cũng được. Nói chung biển Hà Nội đi đâu cũng được. Anh em khu vực Hà Nội Sài Gòn mua chiếc xe này thì cũng khá là ok. Xe thì trang bị 4 cái bánh nan đúc. Lăng đúc này là lăng đúc lưng nhá. Và từ 2008 bản Nimo trở lên thì nó chỉ được trang bị một phanh đĩa đằng trước thôi. Từ 2007 trở xuống, Limo hay G thì đều được trang bị 4 phanh đĩa nhưng không có ABS. Đó. Sinh nhan đã được lưng lên là tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện và gương cục xe. Và tất cả những cái đồ chơi từ tay lắm mở cửa cho đến vè mưa hay nẹp chân cánh cửa như đây, như chiếc xe này đã được đầy đủ hết rồi. Đó. Bộ la răng này thì nó cũng không phải là đẹp. Đó, nó không phải là như là những cái la răng của dòng Toyota, mà nó là la răng gọi là tàu thôi. Nhưng mà quan trọng gì cái la răng, có là được rồi, đúng không ạ? Quan trọng là máy, gầm và chất lượng của chiếc xe chạy nó có chắc hay không. Vì chúng ta đã xác định mua những chiếc xe taxi ra là chúng ta 50-50. Đó. Nhưng mà các bạn tiền ít thì các bạn chỉ được mua được những chiếc xe như này thôi, nói thật với các bạn thế. Chứ tiền ít mà đòi mua 2009E mà lại không taxi dịch vụ thì khá là khó với cái tầm tiền 179 triệu. Hay nếu các bác có bảo là 209 ô quang của tôi không taxi dịch vụ bản Nimo, nói thật với các bác là 99% những chiếc xe bản Nimo như thế này sản xuất ra là để cho công ty taxi mua về chạy dịch vụ. Vì sao? Vì giá thành nó rẻ. Đó, vì chưa được lên những cái gì nên giá thành rẻ, nên chạy taxi người ta chỉ cần thế thôi. Đó, không phải như chúng ta đi gia đình lốp lác thì còn được 70%. Đó, mua về con này thì về sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ một cái gì cả.
sẵn đi rồi các bác nhé. Đó, xin nhan đây. Con này thì xin nhan thì qua thời gian sử dụng đây thì cái này nó là lâng lên chứ không phải là nguyên bản nên là nó cũng có chớp hơi. Đó, còn đèn đóm thì nó cũng sáng sạch sẽ. Trên mặt cản lắp cabo thì được dán thêm một chút đít cơ vô ly. Đó, còn đâu phần dưới này thì được đèn rất sáng nhá. Phần dưới này thì được trang bị một lò đôi đèn bi gầm siêu sáng, nhưng mà không biết còn sáng hay không. Vì thực ra cái dòng này nó là cái đèn của Trung Quốc. Đó, mới lắp thì nó rất là sáng, nhưng mà về sau thì nó điện đóm nó có thể là nó không được ổn định. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần nội thất, tí chúng ta sẽ bật đèn để xem nó sáng hay không biết ngay. Đi xem nội thất có những cái gì. Nội thất thì được bọc một bộ áo ghế bằng da màu bạc. Đó, bô lăng. Đấy, bô lăng chạy nhiều thì nó sẽ bào mòn như thế này. Đây là phần gương kính điện, gương cụt xe. Và phần tất cả những cái phần này của nó thì đều dán gioăng chống ồn hết rồi. Đấy, keo chỉ của nó đây. Thực ra dòng Nimo này thì rất hiếm. Nếu mà taxi ra thì các bác khẳng định, bác nào kênh, bác nào nói khẳng định kênh mà keo chỉ zin 100% thì cái đấy là các bác cần nên suy nghĩ lại và kiểm tra lại. Vì taxi người ta chạy xa xa thế, không thể tránh được những cái va quẹt bên ngoài, mất chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu như cam kết về phần cột kèo như thế này thì có thể cam kết được đây. Tại vì nó không có đâm đụng nặng vào cái cột này thì nó không bao giờ bị mất cột cả các bác nhé. Tại vì thế nên là có thể là cam kết cho các bác được. Đó, cam kết cho các bác được thoải mái. Còn keo chỉ thì nếu mà cam kết 100% thì thực sự là phải kiếm được một con xe thật là đẹp thì mới dám cam kết cho các bác được. Đó, nội thất đây. Đó, nội thất chân nỉ nguyên bản các bác nhé. Chân nỉ nguyên bản này, rất sạch sẽ. Đó. Và đây, một cái màn hình chính giữa là màn hình OLED Android. Nếu như các bác bảo mua xe rẻ về dọn đây thì các bác lắp cái màn hình này, thấp nhất bây giờ là rơi tầm 4.8 triệu. Đó, thấp nhất là 4.8 triệu các bác nhé. Đó, vì thế nên là các bác bảo là xe rẻ. Vâng, xe rẻ nó như thế nào, có những cái gì rồi. Còn các bác bảo tôi không quan trọng đồ chơi, quan trọng máy, ok, thì bác đi mua những chiếc xe đó, đúng không ạ? Đây, cột kèo của nó zin hết. Những cái cột này thì có thể cam kết cho các bác là không có đâm va đâm đụng vào đây, có thể cam kết được. Nhưng để phần keo chỉ thì có thể là không thể cam kết cho các bác được. Đó, tất cả những cái phần máng nước của chiếc xe như thế này, đó, đều rất là đẹp, không có đâm va đâm xô đâm kiểu đâm như thế này. Đó, không có kiểu đâm như này, đứt đâm như này nó chùn ngay, chùn cái này thì không bao giờ còn những cái đường như này. Đó, Tuấn Anh quay video có thế nào Tuấn Anh nói thế, còn các bạn mua và tham khảo đấy là việc của các bạn. Còn Tuấn Anh quay là Tuấn Anh cứ nói rõ như vậy, còn các bác là mua được thì mua, không mua được thì cứ theo dõi cảm xúc, con nào mua được thì là mua các bác nhé. Đó. Đó, rất là đẹp. Đây, tất cả bên trong những cái phần này đều dán chống ồn hết rồi. Đó, không có mục mọt nhưng mà người ta dán chống ồn hết rồi. Đó, cửa đóng một cách rất là nhẹ, phập phập luôn này, anh em thấy này. Đó, rất là nhẹ, không bạch bạch. Đó, anh em thấy này, nó phập phập luôn này. Đó, dán cái dòng chống ồn này thì nó giảm chấn, nó giảm chấn. Vì những cái xe này thực ra này, thực ra để các bác nói là nếu mà lắp xe tại taxi ra rồi thì những cái cánh cửa này nó rất là ráo và đóng vào nó sẽ có độ bạch vì mở ra mở vào. Nhưng mà khi dán cái dòng, người dân đã chấp nhận mua chiếc xe này về chạy gia đình hoặc mua về chạy dịch vụ, người ta dán những cái này vào thì mở cửa ra đóng vào nó rất êm. Đó, chả tội gì cả, đúng không? Đó, cũ người mới ta. Đó, nên là các bác cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Đó, anh em nhé, cứ yên tâm về sử dụng thôi. Và trong xe mà xem chiếc xe có những gì. Đấy, cửa đóng rất là sướng luôn. Chỉ có mấy chục nghìn một mét gioăng cao su thôi. Đó, khi chúng ta đã mua, chấp nhận mua về taxi về chạy rồi thì mấy chục nghìn thôi chúng ta bỏ ra thì nó sẽ êm ái cho mình để mình sử dụng. Đó, cái này thì chả biết là cái gì đây, nhưng mà thôi, cái đấy thì bỏ qua. Đó, máy thì khá là êm, đúng không ạ? Dòng vai ớt thì máy thì khá là êm. Đây, đấy, ví dụ như các bác bảo là mua xe tầm 150 thì 150 về các bác dọn, các bác có mua được con xe như thế này không, có mua được đầu đài như này về lắp vào không, hay là mua phải mất tiền. Còn đâu nếu các bác không cần thì thôi, nói thì nếu không cần thì các bác nói thế là không đúng. Tại vì một con xe ai chạy cũng muốn có gọi cái gì đó đồ chơi đồ chiếc. Đó, xi nhan này, xi nhan tích hợp trên gương, gương cụp xòe đầy đủ hết theo xe, đúng không ạ? Đó, kính này là kính lưng, vì thế là không được nguyên bản nên là có thể là lắm con thì lên rất trơn tru khi mới lưng, hay là người ta bảo dưỡng định kỳ thì nó là lên rất là đẹp, nhưng mà lâu ngày thì cái kính nó sẽ kẹt,
Đó, nếu không bảo dưỡng, đúng không? Vì thế là kính nâng thì không thể zin như kính nguyên được. Gạt mưa thì bên kia thì xịt rồi, bên kia thì xịt mất một vài nước rồi, nhưng không sao. Nói chung là vẫn hoạt động bình thường, đúng không ạ? Còi rất là to, đúng không ạ? Còn đâu bây giờ chúng ta sẽ xuống xe kiểm tra về cái phần khoang máy của chiếc xe này. À đây, đây thì đây đây đây, đây. Đấy, anh em thấy đây. Khi bấm vào đây thì sẽ vào màn hình chính này. Đó, rồi là lên xuống này. Đấy, tất cả được bác ạ. Cái này thì cũng khá là được, đỡ khi chúng ta lái xe chúng ta bấm vào đây luôn. Đó, chỉnh âm thanh rồi là đấy, tất cả mọi thứ đây chứ không phải sờ tay vào đây nữa các bác nhé. Đấy, nó cũng là một cái mà cho chúng ta sự tiện ích hơn, đúng không ạ? Tiện ích hơn về những chiếc xe như thế này. Đó. Nó chỉ là một cái rất là nhỏ thôi nhưng mà chúng ta lại cảm thấy thoải mái, đúng không? Đèn bi bên dưới thì không thấy sáng rồi, hay là bật ở chỗ nào thì Tuấn Anh không nhìn thấy. Nhưng mà để một lúc nữa xem. Còn lô đèn bên trên thì vẫn sáng. Vâng, máy của chiếc xe đây các bác có thể nhìn thấy. Phần vách máy của chiếc xe đây, các bạn nhìn thấy đây. Đó, vách máy Tuấn Anh khẳng định với các bạn là zin, chưa tháo, chưa động đến đây này, các bạn nhìn thấy con ốc này. Đó. Và phần mặt dàn cò này thì 100% là ra rồi. Và dàn cò thì thay cái gioăng mặt trên là ra rồi. Máy bên dưới thì chưa ra, máy zin luôn. Đó, khoang máy vẫn còn bẩn, vẫn còn nguyên, máy lổ khá êm. Máy lổ khá êm. Êm thít luôn. Vios mà lổ êm như này là quá chất rồi, đúng không ạ? Phần cabo thì keo chỉ của nó vẫn được, không có đâm đầu. Đó. Đấy, keo chỉ của nó khá đẹp này. Đó, rất là đẹp luôn. Tất cả hai cái ụ giảm sóc của chiếc xe thì còn là ok, đúng không ạ? Máy móc không có ngấm dầu chỉ dầu. Đó, cũng có dàn cò này nó ngấm dầu này. Còn đâu vách máy vách miếc là chưa ra nhé các bác nhé. Đó thì vừa rồi Tuấn Anh có Hải Phòng cũng có giới thiệu cho anh em về chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2009 với giá 179 triệu đồng, biển Hà Nội, tên tư nhân, đăng kiểm dài, đồ chơi full. Đó, các bác nào có nhu cầu về chiếc xe này thì cứ alo trực tiếp cho Tuấn Anh có Hải Phòng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.